Chào các bạn tin nhanh 24/7. Ghen tuông đè vợ xuống đất cứa cổ vì không nghe điện thoại. Ngày 20 tháng 1, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác cáo tuyên án 12 năm tù với bị cáo Trần Văn Hùng sinh năm 1975 tại Cà Mau về tội giết người. Theo cáo trạng của Hùng và chị Nguyễn Thị S sinh năm 1981 quê Nghệ An, có quan hệ tình cảm sống chung với nhau như vợ chồng tại phòng trọ ở xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ngày 8 tháng 2 2015, chị S đi thăm em gái ở Đồng Nai. Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, Hùng từ chỗ làm gọi điện thoại cho chị S đang nói chuyện ở phòng trọ của một người cách khu nhà trọ khoảng 600 m. Sau đó Hùng liên tục gọi lại nhưng vợ không nghe máy. Đến lần thứ 5 thì có người lạ nghe tiếng, không phải giọng của S. Nghi ngờ vợ ngoại tình, Hùng đi bộ từ chỗ làm về phòng trọ kiểm tra đến phòng. Chị S bước vào hỏi tại sao giờ này Hùng về. Hùng không trả lời lên tiếng, tại sao không nghe máy, nãy giờ giỡn mặt với tao, tao cắt cổ. Nghe vậy chị S bảo cắt đi, rồi đi theo phía sau liên tục thách thức. Hùng liền chụp con dao ở trên bếp đẩy chị S ngã xuống nền phòng trọ, dùng tay đè lên cổ chị S và xuống giọng, đồng thời lấy dao cứa cổ chảy máu. Lúc chị S van xin Hùng đừng giết mình, rồi đẩy Hùng chạy quang ra ngoài chi hô. Hùng chạy theo phía sau nói, lần này không thể cứu được mày đâu, tao giết mày để ở tù cũng được. Chị S chạy đến cổng thì gặp em trai Hùng nên được chở đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu và điều trị, kịp thời may mắn thoát chết, thương tật 15%. Ngày 23 tháng 9 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Hùng 12 năm tù về tội giết người. Sau đó bị cáo Hùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa xét xử hôm nay, hội đồng xét xử phân tích nhận thấy hành vi bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, dùng dao cắt cổ vùng nguy hiểm đến tính mạng người khác. Sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù là đúng người đúng tội, không có căn cứ để giảm án cho bị cáo. Vì thế hội đồng xét xử đã quyết định bác kháng cáo tuyên án 12 năm tù về tội giết người của bị cáo Trần Văn Hùng. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này, gặp lại ở clip tiếp.